Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng và chia sẻ tin mừng thứ hai tuần 9, mùa thường niên ngày 3 tháng 6 năm 2024. Trên màn ảnh của chúng ta là, là hình ảnh một cây nho với những chùm nho rất là xinh tươi. Và câu chủ đề đó là họ đã bắt cậu giết chết rồi, quăng ra bên ngoài vườn nho, ám chỉ đến dụ ngôn vườn nho và những tá điền sát nhân. Ông chủ có một vườn nho giao cho các tá điền chăm sóc đến mùa để thu hoa lợi. Nhưng mà các tá điền đã bắt tất cả các đầy tớ giết đi. Và ngay cả người con, người ta cũng bắt và giết đi. Chắc chắn là dụ ngôn này Đức Giê-xu muốn ám chỉ rằng là những người lãnh đạo Do Thái sẽ bắt Đức Giê-xu, sẽ kết án Đức Giê-xu. Chúng ta cũng sẽ lắng nghe và chia sẻ trong tin mừng. Trước khi đi vào tin mừng của Chúa Nhật thứ của ngày thứ hai, chúng ta ôn lại câu chủ đề Chúa Nhật mùng 2 tháng 6, lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Đức Giêsu trong bữa tiệc ly, Ngài đã cầm lấy tấm bánh và nói anh em hãy dâng lời chúc tụng rồi nói với trao cho các môn đệ mà nói, anh em hãy cầm lấy đây là Mình Thầy. Rồi Đức Giêsu cũng cầm lấy chén rượu dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ và nói đây là máu Thầy. À, thế thì bánh và rượu sau khi đã được Chúa dâng lời chúc tụng hay là sau khi đã được linh mục truyền phép thì trở nên thịt máu Đức Kitô phục sinh để cho chúng ta đón nhận và khi thân xác của chúng ta ngay từ đời này đón nhận mình máu thánh Đức Kitô phục sinh thì chúng ta cũng lãnh nhận được cả sự sống của Đức Kitô phục sinh vì thế chúng ta hãy siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ cố gắng giữ tâm hồn của chúng ta sạch tội trọng và có lòng khao khát cũng như tham dự thánh lễ sốt sắng để chúng ta được kết hợp với Chúa ngay từ đời này. Rồi chúng ta đi vào Tin mừng của ngày thứ hai. Tin mừng theo Thánh Cô chương 12 từ câu 1 đến câu 12, họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục Người nói có người kia trồng được một vườn nho ông rào dầu chung quanh, đào bồn, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh, ông cho tá điền canh đến ông cho tá điền canh tác rồi chảy đi xa đến mùa ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lời vườn nho mà họ phải nộp nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục ông sai một người khác nữa họ cũng giết luôn rồi ông lại sai nhiều người khác kẻ thì họ đánh người thì họ giết ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu người này là người con là người cuối cùng ông sai đến gặp họ Ông nói chúng sẽ nể con ta, nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho các người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thờ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy họ thừa hiểu, người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Đó là lời Chúa. Tin mừng mắc cô chương 12 từ câu 1 đến câu 12 họ đã bắt người con yêu dấu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Người con yêu dấu đây chính là Chúa Giêsu. Họ đã bắt Đức Giêsu, đã giết Đức Giêsu. Thế nhưng chính phiến đá mà thợ xây loại bỏ, chính Đức Giêsu đấng mà thế gian loại bỏ, đấng ấy lại chính là sự sống đời đời là đấng cứu độ đây cũng là điều để cho chúng ta suy nghĩ rất có thể những người chúng ta rẻ rúng lại là hình ảnh Đức Kitô lại là Chúa Kitô Như Đức Giêsu cũng đã có lần nói trong dụ ngôn và ngày phán xét đó, ông chủ sẽ nói với là những người ở bên phải vào thiên đàng mà hưởng vinh phúc bởi vì xưa ta đói các ngươi đã cho ta ăn. Chính khi các ngươi đã chia sẻ cho những người nghèo đói là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Vì thế khi chúng ta thực thi lòng bác ái là chúng ta chúng ta trao cho chính Chúa đối với cá nhân con còn cũng luôn xác tin như vậy. Kính thưa cộng đoàn ngày hôm qua là ngày quốc tế thiếu nhi nên là chúng con với Quý Sơ cũng đã quyết định là trao phần quà cho tất cả các em bệnh nhân ung thư các em thiếu nhi bệnh nhân ung thư ở bệnh viện Đông Bú thì khoảng hơn 300 em. À, nhưng mà Chúa cũng cho một trời mưa rất là lớn. À, thời tiết mát mẻ, lý ra thì các em cũng có được à, à vui chơi phát nghệ một chút Thế nhưng mà thời trời mưa thì à, chúng con lại đến tất cả các nhà trọ cũng như là vào bệnh viện để phát cho các em à, Kính thưa Cộng đoàn, chính khi chúng ta chia sẻ cho những người nghèo đói là chúng ta chia sẻ cho chính Chúa Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng của ngày thứ hai đó là dụ ngôn những tá điền sát nhật khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Đức Giê-su nói với những người lãnh đạo và chính những người lãnh đạo do thái này, những người kinh sư, kỳ mục này, à, thượng tế này là những người đã chủ mưu để mà trao nộp Đức Giêsu. Đây cũng là điều để chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghĩ lại cái câu mà Đức Giêsu đã có lần nói đó, kẻ rốt hết sẽ lên trước nhất và những kẻ trước nhất thì lại thành rốt hết. À, trong đời tu của chúng con thì cá nhân con vẫn luôn luôn phải suy xét bản thân. Rất có thể linh mục không bằng một cái người giáo dân bình thường. À, khi à, chúng ta bị ma quỷ cám dỗ để rồi ngăn cản hay vì tạo điều kiện để cho Đức Giêsu đến với mọi người thì chúng ta không đến với Đức Giêsu mà chúng ta cũng còn ngăn cản hay là không tạo cơ hội cho nhiều người đến với Đức Giêsu thế thì dụ ngôn những tá điền sắc nhân này đức kỳ Sư nói cách riêng với những người lãnh đạo do thái những người đối với dân lại là những người đạo đức thánh thiện những người giữ luật thế nhưng mà chính những người này lại là những người bắt Đức kỳ Sư. vì thế nếu chúng ta là những người có chức có quyền nếu chúng ta là những người lãnh đạo dân chúng ta phải luôn luôn ý thức rất có thể chúng ta lại là những người ngăn cản đức kỳ Thổ đến với muôn dân chúng ta cần phải khiêm tốn cần phải sám hối Đức Giêsu kể dụ ngôn này dụ ngôn những tá điền sát nhân cho các thượng tế kinh sư và kỳ mục người nói có người kia trồng được một vườn nho ông rào rậu chung quanh đào bồn đạp nho và xây một tháp canh tức là có một người có một cái vườn nho này có rào rậu này có bồn đạp nho này có tháp canh tức là hình ảnh của một ông chủ cũng rất là giàu có à, có cơ ngơi có gia tài có vườn nho đàng hoàng không? À đây chắc chắn là ám chỉ đến uh, thiên chúa của chúng ta thiên chúa cha là đấng vũ trụ này cũng là một vườn nho vũ trụ này là một vườn nho của chúa cha và vườn nho vũ trụ này được trao cho loài người của chúng ta trông nom trong đó có những người nghèo những người đau khổ cũng có tất cả mọi sự à, một cha trong dòng của chúng con mới đi cụ thể là đi Mỹ về thì ngài cũng có chia sẻ rằng là ở đất nước Mỹ đó, cái điều mà qua bên đó thấy rằng là ngay cả những cây cỏ những cái thú vật người ta cũng rất là tôn trọng thế thì nếu như cây cỏ thú vật mà người ta còn tôn trọng thì đối với vấn đề nhân quyền người ta cũng rất là tôn trọng con người à, bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe đó là hình ảnh một vườn nho này có cây nho có bồn đặt nho có tháp canh và giao cho những tá điện Chúng ta là những người được Chúa giao cho vũ trụ này, thế giới này, con người này. Chúng ta đừng làm tổn thương. Đối với cá nhân con thì uh, xét lại bản thân mình đó, thì thật sự là trong quá khứ thì cũng có những lần, nếu không muốn nói là có nhiều lần, con cũng có những cái lời lời nói làm tổn thương người này người khác. Và thực tế cũng cho thấy là có những người mà có thể là qua hành động, qua lời nói gây tổn thương cho người đó. Và cho đến bây giờ vẫn chưa chữa lành nên là bây giờ thì con cũng ý thức là phải giữ mồm giữ miệng, phải có những cái hành động đừng bao giờ xúc phạm đến người khác. Chúng ta xúc phạm đến người xa khác là chúng ta xúc phạm đến Chúa. À, Chúa là một ông chủ vườn nho có một cái vườn nho sao cho chúng ta canh tác thì chúng ta phải làm cho vườn nho ấy tốt tươi sinh nhiều hoa lợi cho ông chủ thế thì chúa ban cho chúng ta có cha mẹ có anh em có giáo sứ có cộng đoàn thì chúng ta cũng phải tìm mọi cách để làm cho cộng đoàn phát triển mọi người được phát triển chứ đừng chúng ta đã không giúp cho người ta phát triển cả về phần xác lẫn phần hột mà chúng ta còn gây tổn thương cho người anh em mình thì đấy là điều rất là buồn ông chủ cho tá điền canh tác rồi chảy đi xa đến mùa ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp à, ông chủ giao vườn nho cho các tá điền và đến mùa ông chủ cho đầy tớ đến để thu hoa lợi thế thì chúng ta cũng vậy sống là phải có ích lợi cho Chúa và cho anh chị em đối với cụ thể các nhân con thì có hai cái nhiệm vụ mà con Quyết tâm là phải chu toàn thứ nhất là chia sẻ lời Chúa hàng ngày cho ông bà và anh chị em, cũng như là chia sẻ những câu danh ngôn, rồi chia sẻ những điều hay lẽ phải, những bài giảng của Đức Giáo Hoàng cho anh chị em. Nói chung là những cái gì liên quan đến lời Chúa chia sẻ cho anh chị em. Và cái thứ hai con cũng xin được thay mặt cho anh ông bà anh chị em để cộng tác với quý sơ chăm lo cho những người đau khổ. Thôi thì con cũng không thể làm được nhiều thứ. Nhưng mà ít ra là hai cái việc này thì con muốn là cố gắng để tâm và làm để sinh ích cho cộng đoàn cũng như là sinh ích cho các bệnh nhân và những người nghèo có. Thế thì Chúa giao cho tất cả chúng ta một vườn nho và chúng ta phải làm cho cái vườn nho ấy sinh lợi. Thế thì Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, Chúa ban cho chúng ta gia đình, Chúa ban cho chúng ta có đầu óc, Chúa ban cho chúng ta có thời gian, Chúa ban nhiều lắm nói rồi mới hết vì thế cuộc sống của chúng ta là phải có ích lợi cho chúa và cho những người xung quanh chúng ta phải sống có ích chúng ta phải sống có ích cho chúa cho những người xung quanh thế thì ông chủ giao vườn nho cho đầy tớ đến mùa hái nho xong ông chủ cho người đến để mà thu hoa lợi à, thế thì họ làm sao nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không người ta vườn nho của ông chủ ông chủ tạo vốn tạo thuận lợi để mà thế mà trồng cái vườn nho. Thế nhưng mà mùa màng xong ông chủ đến thu hoa lợi thì là đánh luôn cái người đến thu hoa lợi. Thế thì cụ thể đối với cá nhân con, khi có một người ăn xin đến xin mình thì con vẫn cứ nghĩ rằng họ đến thu hoa lợi, nên con cố gắng. Rồi có những cha miền quê đó có những cha miền quê về nghèo thì cũng hay nhắn tin hỏi thăm con, rồi xin tiền lễ thì con cũng cố gắng là có lễ thì chia sẻ hay là ông bà anh chị em có một số người thì thay vì xin lễ ở giáo xứ nhiều quá thì xin lễ con thì con cũng chia sẻ cho các cha đó Đấy. thế thì mỗi khi có ai đó đến xin mình cái gì thì chúng ta hãy cứ nghĩ rằng là họ là người của Chúa đến để thu hoa lợi chính nhờ những người xin chúng ta mà chúng ta động lòng chia sẻ cho họ thì đó là ích lợi là hoa lợi của chúng ta giao lại cho ông chủ Thế nhưng mà những người đến thu hoa lợi, những người ăn mày ăn xin đến xin đấy, người ta đánh đập đuổi đi. Xua đi người ăn mày ăn xin đến là xua đi hết, những người nghèo đến xin là xua đi hết. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ, họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Thiên Chúa luôn luôn là sai người này người khác đến để thu hoa lợi, tức để xin chúng ta, để xin hoa lợi của chúng ta. Mà thật sự là chúng ta có làm ra tiền, chúng ta có làm ra cái này cái khác, thì Chúa không ban làm sao mà chúng ta làm ra được. Chúa không ban sức khỏe sao chúng ta làm? Chúa không ban thông minh làm sao chúng ta làm? Chúa không ban thời gian làm sao chúng ta làm? Đấy. Thử nằm bệnh đi rồi chúng ta sẽ thấy. Chúa không ban cho. Chúng ta không làm được gì. Vì thế nếu chúng ta có làm được cái gì đó, thì chúng ta phải hãy tức rằng Đấy là Chúa ban điều kiện cho. Chúa ban vườn nho cho. Thì chúng ta mới làm được. Vì thế chúng ta đừng quên chia sẻ. Đừng quên chia sẻ. À, như là ông chủ sai người đến để lấy hoa lợi. Thì, thì tất cả mọi tất cả những gì chúng ta làm ra đều thuộc về Chúa đều thuộc về Chúa chúng ta dùng đủ rồi còn lại thuộc về Chúa nha yeah. ông sai một người khác nữa họ cũng giết luôn rồi ông lại sai nhiều người khác nữa kẻ thì họ đánh người thì họ giết ở ngoài giáo xứ thì ví dụ như ở giáo xứ thánh tâm thì chúng con cũng theo cái truyền thống tốt đẹp của các cha trước thì là mỗi ngày xin một đồng một ngàn Việt Nam đó. Thì tức là một tháng thì một gia đình góp 30 ngàn đồng để chia sẻ cái việc bác ái. Thế, thế thì là cứ đến cuối tháng thì các ông trùm đến để thu tiền. Thế thì nhiều người cũng than thở với con là cha ơi một tháng nhiều tiền lắm. Ông trùm đến xin tiền, đám ma đến xin tiền, đám cưới đến xin tiền, người nghèo đến xin tiền, cha này đến xin tiền. Con mệt mỏi lắm chúng ta lắng nghe bài tin mừng ngày hôm nay này chưa sai người thứ nhất người ta đánh đuổi về chữa lại sai người ta hai chúa cứ sai chúa sai tới bốn năm bảy người chúa sai hết luôn có người nào là chúa sai hết thế thì nếu như có nhiều người đến xin tiền chúng ta đến xin chúng ta giúp đỡ thì chúng ta hãy nghĩ rằng đấy là những người chưa sai đến không có nhiều thì có ít không có của thì có công chúng ta cố gắng ai đến xin chúng ta thì không có cái này thì có cái kia chúng ta đừng đuổi người ta về chúng ta đừng đuổi người ta đi không có cái này thì có cái khác nói như mẹ Teresa canvita mẹ nói nếu như chúng ta không có gì để cho người nghèo thì chúng ta vẫn có một lời cầu nguyện chúng ta vẫn có một cái hy sinh và cụ thể trong bài tin mừng này chúa, chúa sai người này đến người kia đến xin là người ta đuổi đi hết Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói chúng sẽ nể con ta. Và cuối cùng chỉ còn một người con thôi. Chắc chắn Đức Kỳ kẻ kể dụ ngỗ này là ám chỉ Đức Kỳ su là người con cuối cùng và cũng là người cuối cùng đến trần gian này để thu hoa lợi. Mà nếu chúng ta không đón nhận Đức Kỳ và không, 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 sống những cái gì Đức Kỳ su giao giảng thì chắc chắn là chúng ta cũng chẳng có phần có phước gì cả. À, nếu chúng ta đón nhận Đức Giê-su, nếu chúng ta thực thi những lời Đức Giê-su vậy, thì chúng ta có phần có phước trong nhà của ông chủ. À, chúng sẽ nể con ta, nhưng bọn ta điền ấy bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ thuộc về ta. Thế là họ bắt cậu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Đức Giê-su kể dụ ngôn này, tức là người cuối cùng của ông chủ sai đến bị những người lãnh đạo sẽ giết và quăng ra ngoài vườn nho. Đức giê -xu biết trước cái chết của mình. Đức giê -xu biết trước cái chết của mình. Và đây cũng là một cái gợi ý cho tất cả chúng ta. Đi theo Chúa, chúng ta sẵn sàng đi vào con đường mà có thể chết. Bất cứ lúc nào, đi theo Chúa. Đấy. Ví dụ giả sử như là nhà chúng ta có một chén cơm, chẳng hạn bây vừa mới chuẩn bị ăn thì có người nghèo đến. nghèo đến xin rồi thôi thì tôi cũng chia một chút để cho cho anh ăn. Thế thì cuối cùng mình còn có một tí. Mà cứ ngày qua tháng lại như vậy tôi sống cứ kiểu này thôi chắc chết đấy là chuyện nhỏ đấy dĩ nhiên đức Giêsu đi vào một cái con đường ngược lại với lợi lộc của thế gian và đức Giêsu biết là những người do thái người ta không chấp nhận cái đường lối của chúa nếu như ai thì cũng sống cho lợi ích của mình thì chúa lại muốn tất cả mọi người hãy sống cho lợi ích của người nghèo lợi ích của người khác lợi ích của những người thấp cổ bé miệng và cũng có những người đi theo đức Giêsu thì theo đức Giêsu tức là ngược lại với những lại cái đường lối của những người lãnh đạo của thế gian nên là thế gian người ta loại trừ thôi và đức giêsu kể dụ ngôn này cũng cho chúng ta biết là đức giêsu biết chắc là ngài sẽ bị giết bởi vì những lời đức giêsu nói những việc đức giêsu làm à, người ta thu lợi về cho mình đức giêsu đấu tranh để mang lại lợi ích cho những người nghèo à, Đức Giêsu su nói thẳng những cái tội lỗi của những người lãnh đạo giê Giêsu nói thẳng những cái tội lỗi của của người thế gian Nên là người ta không chấp nhận Thế là họ giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Đức Giê-xu cũng bị uh, đem ra ngoài Jerusalem để mà đóng đinh trên đồi Golgotha. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Với những người loại trừ con của ông chủ, thì người ấy cũng sẽ mất hết, không có gì cả. Nếu chúng ta đón nhận Đức Giê-xu, chúng ta có tất cả. Mà chúng ta không đón nhận Đức Giê-xu, chúng ta loại trừ Đức Giê-xu chúng ta không đi theo đường lối của Đức Giêsu chúng ta mất hết ông chủ sẽ tiêu diệt tá điền và lấy lại vườn nho giao cho người khác có Đức Giêsu là có tất cả mà không đón nhận Đức Giêsu thì mất tất cả đấy là rõ ràng vì thế Đức Giê-xu nói tôi không kết án ai cả tôi đến để cứu mọi người nếu mọi người đón nhận tôi thì mọi người có tất cả cả đời này lẫn đời sau thế nhưng nếu mọi người không đón nhận lời tôi thì tự ý con người đã chọn đi vào cái trắng tay giống như là Chúa Giêsu như là một cái liều thuốc đấy uống thì hết mà không uống thì tự mình chọn cái chết thôi. Đấy. Ông chủ sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi sao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Cái tảng đá mà thợ xây không có dùng nữa, thì cái tảng đá người ta lại đổ vào góc tường làm cho cái ngôi nhà nó được vững chắc. Chúa Su mượn cái hình ảnh đó để thấy là Đức Giêsu bị những bị con người loại bỏ. Đức Giêsu bị những người lãnh đạo do thái loại bỏ mà Đức Giêsu bị dân Do Thái bị con người loại bỏ cho đến ngày xưa dân Do Thái giết Đức giê-su chứ ngày hôm nay chúng ta bỏ lễ chúng ta phạm tội chúng ta sống không theo đường lối Chúa thì cũng là một cách để chúng ta loại bỏ Chúa thôi. Đấy. Thế thì Chúa Giêsu dùng hình ảnh là những cái viên đá đá viên gạch mà thợ xây người ta bỏ thì người ta đổ vào cái góc tường thì cái cái cái, cái loại cái đá đó, cái đá vụn đó lại làm cho cái tường nó vững chắc. Thì Chúa Giêsu muốn nói đến Ngài cũng chính là cái cái phiến đá mà bị loại người loại bỏ. Nhưng chính cái phiến đá này mới làm cho con người được sống. Vì thế mà chúng ta cũng đừng bao giờ loại trừ ai. Đừng loại trừ ai. Dù người ta có thế nào. Nếu mình loại trừ người khác, rất có thể. Đó là chúng ta loại trừ Chúa. Chúng ta đừng sống loại trừ ai hết trong một cộng đoàn của chúng ta có những người người ta rất là ngang bướng cũng không có nghĩa là chúng ta loại người ta đi con ở ngoài giáo sứ thì cũng có những người làm việc rất tốt thì chúng ta quý mến thế nhưng mà cũng có những người thế này thế khác thì chúng ta cũng vẫn phải đón nhận họ chúng ta đón nhận người khác thì cũng là người khác đón nhận chúng ta mà chúng ta loại trừ người khác thì đồng nghĩa người khác cũng loại trừ chúng ta viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường đức Giêsu bị người đời loại bỏ nhưng chính đức Giêsu là sự sống của con người đó chính là công trình của Chúa công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta người ta giết đức Giêsu nhưng đức Giêsu lại chính là sự sống đời đời của con người đó là việc của Chúa Cha việc kỳ diệu của Chúa Cha họ tìm cách bắt đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng đức Giêsu chống lại những người lãnh đạo do thái đó là những cái người thế gian lợi lộc thế gian đám đông dân chúng những người nghèo thì tin vào Đức Giêsu bởi vì được Đức Giêsu thương mến thế nhưng mà những người quyền cao chức trọng giàu sang phú quý thì lại chống lại Đức Giêsu vì Đức Giêsu đi vào cái con đường nghèo khó đi vào con đường với tha nhân nên là những người lãnh đạo do thái nói là bao lâu còn để Đức Giêsu để lời Đức Giêsu nói như thế này thì bấy lâu dân chúng nó sẽ chống lại những người lãnh đạo do thái. cái ông không sống như thế, cái ông phải sống như đức giêsu nên là tốt nhất là dẹp cái ông giêsu này đi để họ tiện lãnh đạo. À, thế thì những người lãnh đạo do thái tìm cách bắt đức giêsu nhưng lại sợ dân chúng như là có lần con đã chia sẻ với cộng đoàn nếu chúng ta lãnh đạo một cách công minh chính trực thì chúng ta không sợ ai cả, cây ngay không sợ chết đứng. thế nhưng nếu chúng ta lãnh đạo mà không rõ ràng chúng ta sẽ sợ sẽ sợ đối với cá nhân con thì con cũng không dám khen hay không có gì cả nhưng mà ở giáo sứ thì con cũng hết lòng phục vụ chúa phục vụ giáo sứ và ai muốn chửi ai muốn ghét họ có thương có ghét đấy là quyền của người ta à, cái quan trọng là chúng ta làm với tất cả lương tâm ngay chính à, và theo đường lối của chúa dạy thế thì nếu chúng ta lãnh đạo công chính thì chúng ta chẳng sợ ai cả thế nhưng nếu lãnh đạo mà sợ người này sợ người kia thì chúng ta phải xem lại chúng ta lãnh đạo kiểu gì à, chúng ta làm việc kiểu gì mà chúng ta sợ người này người khác nếu chúng ta ngày chính người ta có thể bắt bớ chúng ta người ta có thể làm cái này làm cái kia chúng ta nhưng mà chúng ta không có cái gì mà phải sợ hãi cả thế nhưng nếu lòng của chúng ta có cái gì đó sợ hãi thì chúng ta cần phải xem lại chúng ta đã làm cái gì à, những người lãnh đạo do thái tìm cách bắt đức giêsu nhưng lại sợ dân chúng quả vậy họ thừa hiểu người đã nắm người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngô đấy Thế là họ để người mà đi. Những người lãnh đạo do Thái nghe Đức giê -xu kể cái chuyện dụ ngôn này. Nha. Ông chủ vườn nho sai để tớ, bắt bớ. Giống như là các ngôn sứ được sai đến là bắt bớ. Cuối cùng sai chính người con duy nhất ông chủ đến. Họ cũng bắt cũng giết luôn. Đức giê -xu đọc rõ ra cái âm mưu trong đầu của những người do Thái là muốn bắt Đức giê -xu, muốn giết Đức giê -xu. -xu. biết rõ, Chúa Giêsu nói thẳng cái điều đó, nên là họ nói rồi thôi thôi, phải loại trừ cái ông này thôi. Bao lâu ông ta còn sống, lời ông ta còn nói, việc ông ta còn làm, thì chính những lời Đức Giê-su nói, những việc Đức Giê-su làm, tố cáo tội ác của thế gian, của những người đi theo thế gian. Lời Đức Giê-su tố cáo tội ác của thế gian, việc Đức Giê-su làm tố cáo những người tham lam, à, lợi ích, những người mà chạy theo danh vọng những người lãnh đạo những người lãnh đạo do thái nghe cái đồ đó hiểu rằng đấy cái số ám chỉ đến là các ông là những người mà giết những người chúa sai đến mà giết cả con thiên chúa nữa à, nên là thay vì sám hối thì họ không đủ khám, à, khiêm tốn để sám hối nên họ đã diệt luôn à, thế nhưng lại sợ dân chúng cái sợ dân chúng này nó cho thấy là những người lãnh đạo do thái này không có công chính khi chúng ta làm việc không có công chính thì đồng nghĩa với việc chúng ta sợ hãi Thế thì rồi sợ dân chúng này nó cũng không dám làm gì cả. Thế là họ để người lại đó mà đi. À, muốn giết Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Rồi câu chủ đề của lời chúa ngày thứ hai đó là đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ thuộc về ta. Những người Do Thái đã có quyết định giết Đức Giêsu và muốn gia tài, muốn lợi lộc thế gian này thuộc về mình thế nhưng họ không biết rằng phiến đá thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường chính khi người ta giết đức giê-su thì đồng nghĩa với việc là họ tay trắng họ không họ sẽ mất hết bởi vì chính đức giê-su là cái nguồn sống là cái phiến đá góc tường cho họ chính vì họ loại đi thì là thì, thì họ sẽ mất hết thì với cái câu nói này thứ nhất cho chúng ta thấy rằng là con người đã giết đức giê-su con người đã giết Đức Giêsu và loại Đức Giêsu và cái thứ hai Đức Giêsu chính là phiến đá góc tường làm cho cuộc đời của chúng ta được vững chắc Đức Giêsu chính là sự sống của chúng ta vì thế nếu chúng ta loại trừ Đức Giêsu là chúng ta loại đi sự sống à. chúng ta cứ tưởng loại Đức Giêsu là chúng ta có cái này có cái khác nhưng mà khi loại Đức Giêsu là chúng ta mất hết à. có những người làm ăn đơn giản như thế này thôi làm ăn mà cứ theo lời như lời Chúa dạy thì làm sao mà thành công nhưng mà thử làm ăn gian dối chúng ta sẽ mất hết chỉ có làm ăn chân chính thì chúng ta mới có còn làm ăn gian dối chúng ta không mất thì con cháu chúng ta sẽ mất chúng ta để cái điều ác lại cho con chỉ có làm ăn chân chính thì chúng ta mới có và con cháu của chúng ta nó mới có thế thì những người Do Thái là những người gian ác, những người lãnh đạo Do Thái là gian ác, người ta muốn loại trừ Đức Giêsu và muốn người ta sống cuộc đời của người ta và người ta vẫn tiếp tục tham lam, vẫn muốn những cái lợi lộc cho bản thân mình. Thế nhưng họ không biết rằng khi loại trừ Chúa, tức là sống theo kiểu của thế gian mà không sống theo Chúa thì đồng nghĩa với việc họ sẽ mất hết. Vì Chúa chính là phiến đá góc tường, tức là Đức Giêsu chính là cái 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 sự sống là tất cả. à là là lợi lợi ích lợi lộc đời đời cho tất cả chúng ta. Thế thì tóm lại khi chúng ta không đón nhận Chúa thì đồng nghĩa với chúng ta mất hết. Nhưng mà nếu chúng ta đón nhận Chúa sống theo đường lối Chúa thì chúng ta có được cả đời này lẫn đời sau. Con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng ta. Amen. Chiều hôm nay lúc 5 giờ như thường lệ vào các ngày Chúa Nhật thì con đều có dâng lễ và các em sinh viên có trực tuyến quý ông bà và anh chị em mà đối với các bệnh nhân cũng có thể tham dự với chúng con con xin kính chào cộng đoàn